chủ đấy cả đời cày ruộng cả đời đọc sách. Chùa chiền ngày xưa đổ nát, ngài cũng chẳng cần làm đâu. Ngày xưa chúng con học ở đó chùa rất là nhiều những cây nhãn, mùa này là chuẩn bị đến cái mùa bắt đầu có nhãn là làm long nhãn ấy. Người ta đến mua như vải mua nhãn ngài cũng không bán, mà trong khi đó chùa chiền thì dột nát kể mà cứ bán vải bán nhãn đi thì cũng có tiền để đảo ngói để sửa, nhưng ngài cũng không cần. Nhưng mà long nhãn thì thầy trò phải làm lấy, phải không? Lúc ngày xưa là 80.000 một cân long nhãn đấy, 80.000 là nhiều tiền lắm, nhưng ai cũng không bán. Làm để làm gì? Để biếu, để cúng Phật cúng tổ, biếu các hòa thượng, rồi để vào hai ngày xưa ở ban tổ có hai cái chóe, đến Tết thì các cháu nó đến lễ Tết ấy, bọc cho một đứa một túm, một rúm mang về, bán không bán. Ngài cũng chẳng bận cái chuyện làm chùa hay không làm chùa, lo tu thôi. Đến cái lúc mà đạo đầy đức đủ, ngài có muốn trốn tránh cũng không trốn tránh được, có muốn ẩn cư cũng không ẩn cư được, trời người cũng mang ra để suy tôn. Rồi người ta cũng tự mang tiền mang của đến làm, nhưng mà có xin làm ngài cũng chẳng cho làm. Muốn làm to làm đẹp này khác các thứ ngài cũng không mượn. Ngài bảo chỉ làm thế thôi. Chứ còn thực ra Đức Pháp Chủ ấy cứ để cho mà người ta tự làm thì cả cái chùa ấy bây giờ nó không phải là như vậy. Họ còn có thể làm lớn hơn cả những cái chùa như thế này. Nhưng ngài không cần. Ngài nói một cái điều rất chí lý. Rồi chúng con có xuống bảo tổ cho làm hai cái dãy nhà hai bên đấy, để cho tăng ni về an cư, chỗ ăn chỗ nghỉ. Rồi mình cũng nghĩ xa là ngài đến cái lúc 100 tuổi ấy, thì còn có thập phương người ta về còn có chỗ đứng chỗ ngồi. Nhưng mà ngài bảo không. Ngài có nói một cái điều thế này này: làm lên thì dễ, đời sau duy trì thì khó. Người ta lấy gì người ta sửa? Bây giờ xây tòa ngang dãy dọc như thế, đệ tử của ngài đời sau có nối tiếp được như thế hay không? Đời sau nó có cái phúc để mà hưởng cái chuyện đó hay không? Hay nó phá? Nếu đời sau không còn có những cái chuyện như thế nữa thì ở đấy đấy ai duy trì? Mà to lớn như thế thì tiền đâu mà sửa? Đấy là cái điều mà các ngài đã nhìn ra mà chúng ta không thấy. Chúng ta cứ nghĩ là ôi giời người ta cúng thì tốt quá, cứ để cho người ta làm đúng không? Bây giờ ngài chỉ cần gật đầu một cái, chỉ 5 tháng sau là 3 dãy nhà xong hết. Họ đã lên hoạch toán này khác các thứ, cúng tới 10 mấy tỷ để làm mấy dãy nhà tăng á. Tiền họ làm thợ ấy. Nhưng mà ngài không cho. Như chúng ta như thế